mấy trang trại, cà chua, cà tím, ớt chuông và những cái sợi dây này để trồng và kéo cây cà lên. Được hôm ra gần giới thiệu cái sợi dây treo, cái sản phẩm hỗ trợ đó nó sẽ giúp chúng ta cải tiến công việc hiệu quả. Khi mà chúng ta treo sợi dây thì chúng ta có thể đi qua đi lại rất là dễ dàng và xử lý từng cây một, nó giúp công việc thuận lợi hơn.